Đây là ống dẫn nước mưa chạy từ mái nhà. Ao này dùng hoàn toàn là nước mưa, chứ nhà mình không có bơm thêm nước. Mùa này trời ít mưa nên màu nước rất xanh, mùa mưa thì nước trong hơn. Đầu tiên mình sẽ đo thử pH của nước. Chén ở giữa là nước đóng bình, mình dùng để đối chứng. Nước giếng khoan pH bằng 8, có tính kiềm cao. Còn nước đóng bình thì có pH bằng 8.5, đúng số ghi trên bao bì. Còn nước ao thì có pH bằng 7.5. Tiếp theo thì mình sẽ đo EC của nước. Phân tưới cây người ta thường dùng nồng độ EC từ 0.5 đến 1.5 tùy giống cây. Nước giếng khoan có EC bằng 0.26, nước đóng bình EC bằng 0.02 và nước ao thì EC bằng 0.13. Nếu trời mưa nhiều thì EC sẽ thấp hơn khoảng 0.05. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhìn nước ao dơ xanh lè vậy mà EC lại thấp hơn nước giếng khoan? Bây giờ mình sẽ lọc bớt phần tạo xanh để đo lại nồng độ EC và pH của nước ao. Nước sau khi đã được lọc thì pH bằng 7.9 và EC bằng 0.16. EC hay độ dẫn điện là chỉ số diễn tả tổng nồng độ ion được hòa tan trong dung dịch. Ta chỉ biết EC càng cao thì phân càng đậm đặc, chứ không thể biết nồng độ của riêng từng chất có trong dung dịch. Những thứ không hòa tan như rong tạo sẽ không đo được. Đây là một ví dụ về EC ở trong phân bón. Ta chỉ biết con số tổng chứ không biết cụ thể về nồng độ đạm, lân và kali. Mình sẽ đo thử EC của ba loại phổ biến, đó là phân NPK với tỷ lệ khác nhau và nước vôi. Tiếp theo là đo pH. Phân bón có pH từ 5.8 đến 6.5 là chuẩn nhất. Theo mình, nước ao tuy dơ mà lại có EC thấp bởi vì trong nước ao chủ yếu là các thành phần hữu cơ khó tan. Những thứ hòa tan được thì đã bị tạo hấp thụ. Đó là lý do mùa mưa EC chỉ khoảng 0.05, gần như là nước tinh khiết, còn mùa nắng không được thay nước thường xuyên, chất thải từ nuôi cá quá nhiều, tạo không hấp thụ hết nên EC sẽ cao hơn. Đây là bảng dinh dưỡng của tạo lục, một loại phổ biến trong các ao nuôi cá. Hàm lượng dinh dưỡng trong tạo rất cao và khá cân đối. Khi tưới ra đất, tạo sẽ chết và cây có thể sử dụng được, nhưng đây chưa phải là nguồn phân dễ tiêu, còn cần đến sự giúp đỡ của vi sinh vật. Nên việc nuôi cỏ không sử dụng sản phẩm hóa học để duy trì cân bằng tự nhiên là rất quan trọng. Hệ sinh thái cân bằng thì vi sinh sẽ phát triển. Ngoài ra, bản thân một cái cây khỏe mạnh cũng sẽ tự tiết ra các chất để hấp thụ dinh dưỡng. Có làm thì mới có ăn, dùng đồ ăn sẵn như phân dễ tan thì cây sẽ béo phì, thụ động và nhiều bệnh. Giai đoạn đầu cây chưa quen việc tự kiếm ăn sẽ bị còi, sau một thời gian sẽ thích nghi và phát triển khỏe mạnh. Nước ao nuôi cá là nguồn bổ sung dinh dưỡng rất tốt. Ở video trồng dâu tây vừa đăng của mình là một minh chứng rõ ràng. Chỉ cần hàng ngày tưới nước ao, nuôi thêm cỏ để tạo mùn, cây vẫn chưa thực sự đẹp nhưng đã dần tốt hơn rồi. Việc này cần áp dụng trong thời gian dài hơn mới có kết quả rõ ràng.